Xin chào tất cả bà con. Và trong video ngày hôm nay thì My cũng muốn thông báo tất cả các khách hàng một cái thông tin cực kỳ quan trọng, đó chính là hiện tại thì với cái dòng đèn pha lần lượt trời đến từ thương hiệu Rolex thì công ty Xenon Solar đã có đầy đủ cái công suất để phục vụ tất cả quý khách, bao gồm là công suất 200W nè, công suất 500W nè, công suất 300W và công suất là 500W tiếp. Thì với cái test 2.0 300W này á thì công ty Xenon Solar cũng đã có một thời gian hết hàng và nó cũng đã về hàng một lô mới rồi. Tuy nhiên là do là công ty Xenon Solar trong quá trình dọn kho thì nó cũng khá là bận rộn cho nên là bỏ sót một cái mẫu đèn này. Và ngày hôm nay thì công ty Xenon Solar cũng muốn đăng tải lên để cho khách hàng nào chưa cập nhật được cái thông tin thì cũng có thể là dễ dàng mua hàng hơn. Dòng đèn 200W, 300W và 500W của thương hiệu Rolex thì đang được bán một mức giá khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn cho tất cả quý khách hàng có thể trải nghiệm. Và nếu mà quý khách hàng muốn biết chi tiết hơn về cái mức giá bán khuyến mãi của đèn là bao nhiêu, xin mời quý khách cùng mình theo dõi tiếp video nha. Những cái dòng đèn pha năng lượng mặt trời dạng chip Mỹ, nó có ba công suất là 200 nè, 300 và 500W. Thì nó sẽ chia ra làm hai mẫu, một dạng là dùng để pha xa. Đó, dòng này là để pha xa nè. Còn một dòng là nó sẽ dùng để tỏa rộng. Thì tùy vào nhu cầu mọi người cần cái ánh sáng trắng hoặc là ánh sáng trung tính, cần tỏa rộng hay pha xa thì có thể chọn một trong bốn cái chiếc đèn đang hiện diện trong video của My. Và bây giờ thì My cũng sẽ báo giá tổng hợp cho mọi người về chương trình khuyến mãi tháng 10 của Rolex nha. Đầu tiên sẽ là chiếc đèn Rolex 200W 4.0. Thì với cái mẫu đèn này mọi người có thể chiếu sáng được trong diện tích 150m², độ sáng pha xa được 20m và đặc biệt là đèn vẫn có thể đảm bảo được là chiếu sáng được trên 20 tiếng hoàn toàn thoải mái. Và giá bán của đèn là 1.950.000 đồng, tặng kèm một dây nối dài 5m trị giá 350.000 đồng và miễn phí vận chuyển tận nơi trên toàn quốc, đồng thời là bảo hành cho mọi người 3 năm luôn. Tiếp theo sẽ đến anh em sinh đôi của Rolex 4.0, đó chính là Rolex 6.0. Đây là một cái dòng đèn bán rất là chạy tại công trình của công ty luôn nha. Thì với một cái thiết kế dạng đèn pha nè, dùng để pha xa được 35-50m, độ sáng tương đương đèn điện 120W và đặc biệt là dung lượng pin cực khủng, sử dụng được tối đa 3 đêm, cho nên là rất là được lòng khách hàng luôn. Giá bán khuyến mãi hiện tại chỉ có là 2.950.000 đồng, bảo hành 3 năm và miễn phí vận chuyển tận nơi trên toàn quốc, tặng kèm một dây nối 5m trị giá 350.000 đồng, miễn phí vận chuyển tận nơi, bảo hành 3 năm. Thì khi mà mọi người và khi mà quý khách hàng sử dụng cái chiếc đèn này thì chắc chắn là sẽ có một cái trải nghiệm hoàn toàn mới và hoàn toàn khác biệt so với những cái chiếc đèn cùng công suất trên thị trường. Rồi tiếp theo đó chính là hai cái mẫu đèn năng lượng mặt trời cũng hay nói là siêu phẩm đó, có Rolex 2.0 và Rolex 3.0. Thì theo mới thấy thì cái thiết kế nó giống nhau nhưng mà cái Rolex 3.0 nó nặng hơn xíu nha mọi người. Đầu tiên giới thiệu cái 2.0 trước nè. Thì với cái chiếc đèn năng lượng mặt trời dạng đèn tỏa rộng Rolex 2.0 300W thì chiếc đèn này là nó hôm bữa giờ nó nằm trong kho, mình nói hết hàng đó mọi người nhớ không? Nó thì giá bán khuyến mãi hiện tại của đèn chỉ có là 2.550.000 đồng, bảo hành cho tất cả các khách hàng trong vòng 3 năm, miễn phí vận chuyển tận nơi, tặng kèm một dây nối dài 5m trị giá 350.000 đồng nữa, rất là rẻ luôn nha. Giá đó, hôm nay hồi trước là bán 2.9 là khách hàng đã mua mấy lô rồi, xong rồi tìm mua nữa mình nói hết. Còn bây giờ là giá của nó đang khuyến mãi chỉ có 2.550.000 đồng thôi, mà còn có hơn 50 bộ nữa thôi, cho nên nếu khách hàng nào có quan tâm thì alo mi ngay để chốt đơn. Rồi sau cái Rolex 2.0 thì nó sẽ tới Rolex 3.0. Thì mẫu này thì nó sẽ có cái thông số tương tự như chiếc đèn Rolex 6.0 đó mọi người. Giá bán hiện tại của đèn nó vẫn đang khuyến mãi là 2.950.000 đồng, bảo hành cho tất cả các khách hàng trong vòng 3 năm và miễn phí vận chuyển tận nơi trên toàn quốc. Đèn này thì nó sẽ thiên về tỏa rộng, cho nên là nếu mọi người cần một cái ánh sáng bao phủ trong diện tích khoảng tầm 400m² thì hãy nên lắp đặt cái đèn này cao khoảng tầm 6-8m để cho cái đèn nó bao phủ tốt hơn nha. Nói chung là đầu tháng thì Rolex quay về giá niêm yết, nhưng mà gần như là giữa tháng thì nó sẽ có cái chương trình khuyến mãi. Thì mấy tháng nay thì gần như là nó chương trình khuyến mãi liên tục, nhưng mà thay đổi sản phẩm tặng liên tục luôn nha. Thì nếu mà mọi người có quan tâm về một chiếc đèn năng lượng mặt trời cao cấp chất lượng, hoặc là đã từng sử dụng qua những chiếc đèn năng lượng mặt trời khác rồi nhưng mà cảm thấy không đủ sáng, thì đây một cái sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho tất cả các khách hàng vẫn là dòng đèn năng lượng mặt trời Rolex đây. Tại vì là nó nâng cấp lên chip LED V của Mỹ, cho nên là cái độ sáng của đèn cho ra thì nó rất là đã nhiều khách hàng ơi. Thì trong chương trình khuyến mãi ngày hôm nay thì nó cũng sẽ áp dụng từ đây đến cuối tháng 10, nên là nếu khách hàng nào có quan tâm, có nhu cầu mua đèn thì nhanh tay liên hệ ngay với My để chốt đơn ngay bây giờ để có thể là nhận ngay chương trình khuyến mãi ưu đãi cực kỳ hấp dẫn tại công ty nha. Nếu mà quý khách hàng nào mới xem video này của My và chưa biết về cái dòng đèn Rolex này thì mọi người hãy xem ở dưới phần bình luận để biết thêm chi tiết hơn về từng công suất của đèn nha. Trong cái video ngày hôm nay thì My cũng mới vừa báo giá khuyến mãi cho quý khách hàng về ba công suất của dòng đèn thương hiệu Rolex. Thì nếu khách hàng nào có quan tâm, có nhu cầu mua đèn, hãy nhanh tay liên hệ ngay với My bây giờ
để chốt đơn ngay dòng đèn pha là mặt trời Rolex để trải nghiệm thử. Và với cái dòng đèn này thì nó sẽ có một cái độ sáng chuẩn như đèn điện à. Thời gian chiếu sáng của đèn có thể kéo dài trên 20 tiếng, dung lượng pin khủng, tấm pin to, và chắc chắn là khi mỗi khách hàng sở hữu chiếc đèn này thì sẽ có một cái trải nghiệm hoàn toàn mới. Và video ngày hôm nay của My cũng xin được phép kết thúc. Thì nếu khách hàng nào chưa nút đăng ký kênh, hãy ấn vào nút đăng ký kênh để nhận thông báo mới nhất khi mà My đăng clip nha. Xin chào và hẹn gặp lại.